Hi, xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay mình có tình cờ đi ngang qua đây thì mình đã thấy một cái cầu rất là đẹp và mình ghi lại và mình chia sẻ lên cho mọi người xem nha. Rồi đây là trước mắt của mình, trước mặt của mình là cây cầu được mang tên là cầu Bình Triệu ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh nha mọi người. Đó, mọi người có thấy không? Ở xa xa phía trước nó có hai cái chớp cao cao đỏ đỏ lên, là đó là những cái khung sắt của cái cầu được thiết kế rất là đẹp. Thì bây giờ mình sẽ tiến tới gần để mình có thể chiêm ngưỡng cái cầu nó như thế nào. Bạn hãy theo dõi video này nha các bạn. Đây là một cái buổi chiều rất là đẹp và mát, thì có rất là nhiều mây bay trên bầu trời, các bạn thấy không? Rất là đẹp luôn. Thì xe chạy thì cũng rất là mát và thoáng. Cái đường này được 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 gọi là con đường lớn nhất ở Sài Gòn với 12 làn đường nha các bạn. Đó, cái cầu này được nối liền giữa sông, được bắc ngang qua sông Sài Gòn, từ Bình Thạnh qua bên bên quận Thủ Đức, thì mình có thể qua đi ngang cái cầu này nha các bạn. Đó, những cái khung cảnh ở nơi đây rất là huyền ảo và đẹp đẹp mắt, khiến cho những người ngất ngây luôn nha. Khi mình đi ngang qua cái cầu này thì mình không thể nào mà rời mắt được cái cầu này, tại vì nó rất là đẹp và nên thơ. Đó, gần tới rồi nha mọi người. Nó càng càng đến gần thì mình cảm thấy cái cầu này nó có một cái như là một người như mà như là một cây cầu khổng lồ ở trên cao nha mọi người. Nó càng đến gần thì mình thấy nó càng càng to và khổng lồ. Đó, mình sẽ đi qua ngang cái cầu này. Đó, được, mình sẽ đi lên cái cầu rồi đó. Thì mình sẽ tiến tới ngay chỗ giữa, thì nó mình đã chui qua một cái những cái khung sắt rất là to để dùng để gia cố, hoặc là dùng để treo cái cầu lên để cho vững chắc thêm nha mọi người. Đó, thì những đám mây ở trên bầu trời tụm lại thành những cái cục và đò, giống như là những cái đỉnh núi như các bạn mọi người ơi, rất là đẹp. Đó, thì hôm nay mình đi ngang qua và mình thấy nó đẹp quá, mình không thể nào mà mình bỏ qua được cái cơ hội này, thì mình sẽ dùng một cái điện thoại mình quay lại những cái khung cảnh như thế này để mình chia sẻ cho mọi người xem, để mọi người biết ở nơi xa thì có những người ở Sài Gòn thì cũng đã biết đến cái cầu này, nhưng mà có những người thì ở nơi xa, ở một nơi rất là xa, và ở những nơi tỉnh ở tỉnh các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long thì sẽ không bao giờ biết những đến cái cầu này. Thì mọi người có thể xem thêm video này và biết được cái cầu này nó rất đẹp ở thành phố Hồ Chí Minh. Đó, thì khi mà mọi người đi du lịch thì đi ngang qua đây thì cũng thấy cái đây là một cái nơi địa điểm du lịch, nhà địa điểm chụp hình rất là đẹp cho những người du khách ở phương xa. Thì xe chạy buổi chiều thì rất là tấp nập. Những chiếc xe máy và xe xe hơi chạy rất là tấp nập. Khi khi những cái buổi chiều về, người ta đi làm về, thì những dòng người chạy trên con đường này cũng khá là đông. Thì con đường rất là rộng và thoáng mát, dành cho xe máy, xe xe ô tô, xe tải chạy rất là
là thẳng tắp và chạy rất là đẹp trên cái con đường này. Nhìn lại cây cầu mình cảm thấy mình ước ao gì mình có thể được đi qua những nhiều cây cầu đẹp như thế này ở Sài Gòn và thành phố Hồ Chí Minh. Những dòng người đi làm về hối hả chạy trên những tuyến đường thật là rộng rãi thì khiến cho mọi người cũng cảm thấy thoải mái, không có kẹt xe rồi không có bụi bặm. Nói chung không khí rất là trong lành trên cái đoạn đường này. Và từ dốc cầu Bình Triệu đổ xuống thì con đường này là được mang tên là đường Phạm Văn Đồng, nối liền từ quận Bình Thạnh đến quận Thủ Đức. Những chiếc xe chạy bon bon trên đường rất là thoáng, rất là thoải mái, không giống như những trong Sài Gòn nha các bạn. Các bạn vào Sài Gòn thì đường thì không rộng lắm nhưng mà xe thì nhiều, dẫn đến tình trạng kẹt xe rất là mệt nhọc cho những người điều khiển phương tiện giao thông. Thì bạn nào thấy video nào hay và hữu ích thì hãy ủng hộ video bằng cách đăng ký, like và share video để có thể nhận được những video mới sau này nha.